Sau khi xác định các ca mắc COVID-19 là công nhân làm việc tại công ty điện tử Việt Hoa hiện đang sinh sống trên địa bàn, quận Liên Chiểu đã khẩn trương vào cuộc tiến hành các biện pháp truy vết khoanh vùng để ngăn chặn dịch lây lan. Cùng với việc phối hợp lực lượng tham gia xử lý ổ dịch tại công ty điện tử Việt Hoa, ngay sau khi có thông tin các ca mắc COVID-19 liên quan đến công ty này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Liên Chiểu đã họp khẩn để triển khai các biện pháp ứng phó. Thì quận chỉ đạo các lực lượng tổ COVID địa cộng đồng, rồi lực lượng y tế của địa phương và tuyên truyền thông báo lực lượng công nhân ở trong khu dân cư để chủ động khai báo y tế, và đồng thời quận cũng thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến F0, F1 để kịp thời phong tỏa, truy vết. Liên quan đến công ty điện tử Việt Hoa, đến đầu giờ chiều nay, phường Hòa Khánh Bắc đã có 8 ca nghi mắc COVID-19. Hiện nay các địa điểm liên quan đến các ca bệnh đã được địa phương tiến hành phong tỏa. Lực lượng y tế cùng các tổ công tác COVID-19 cộng đồng đã được huy động tối đa để truy vết nhanh nhất có thể các trường hợp F1 và F liên quan để can thiệp y tế phù hợp. Phường đã triển khai các lực lượng để xuống là phong tỏa tất cả các điểm có ca F0 trên địa bàn và cho tổ chức truy vết các F để tiến hành là xử lý theo đúng cái công tác phòng chống dịch. Và phân công lực lượng công an, dân phố, dân phòng, dân quân và tổ COVID cộng đồng thường xuyên túc trực tại các vị trí phong tỏa để giám sát và xử lý những tình huống nếu phát sinh. Trong ngày hôm nay, quận Liên Chiểu đã truy vết tổng cộng 54 F1 để cách ly tập trung theo quy định. Đồng thời 106 F2 và F liên quan cũng đã được can thiệp y tế phù hợp. Cùng với việc phong tỏa các điểm liên quan ca bệnh, thì quận Liên Chiểu cũng đã triển khai xét nghiệm các khu vực có nguy cơ cao tại khu dân cư, cũng như các chợ mà các F0 từng đến mua sắm. Quận cũng đã thông báo tạm ngừng kinh doanh chợ Thanh Vinh từ 20 giờ ngày hôm nay 15 tháng 7.